Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em đang bán cho tất cả các bác. Hôm nay thì em về được một lô đẩy, đâu đó nó có khoảng mười mấy con thôi. Mười mấy con dòng xe 9. Xe 9, đây là dòng xe 9, nó in luôn chữ trên sắt này. Đấy, nó in cực kỳ tốt chắc. Đây là thương hiệu, nó là AA gì là CA gì đây này, em không rõ đâu. Nhưng mà đây là xe 9. Mạch của nó đây. Các bác nhìn thấy chưa? Nó mới gần như là mới cứng luôn. Đấy, nó chỉ có một chút ít nó bụi trần này này, bụi trần về các bác xịt bụi đi là đẹp đẽ long lanh luôn, về bọn em chỉ xịt bụi thôi. Rất nhiều các bác ấy thì có hỏi là em ơi đẩy của em có rửa hay không mà trông nó sạch thế, thì cũng nói luôn cho các bác nhé, đây đẩy của em nó về như thế này, em chỉ xịt bụi thôi. Và bác nào mà ở miền Bắc ấy thì cũng biết là tại cái thời điểm hiện tại ấy, ở miền Bắc ấy là nhiệt độ luôn luôn nó khoảng rơi vào khoảng 16-17 độ và trời nó có âm u, cũng có nơi có mưa phùn, thì cũng nói luôn cho các bác là không rửa được mà phơi đâu. Đấy, không, trời mưa phùn các bác rửa đi phơi làm sao được khô, đúng không ạ? Nên bọn em nói luôn là bọn em không bao giờ có chuyện là rửa nhá. Đây, về nhỉ, sạch sẽ này. Sạch như này thì rửa làm gì cũng đúng không bác này. Đẹp lòng lòng này. Hàng này, đây là hàng xe 9. Trên thị trường ấy có rất nhiều các dòng xe 9, dòng của Sotanda, dòng của BK, dòng của AR, riết ngang. Đây là dòng của AA, mã của nó là xe 9, công tắc bật ở đây. Con này nó được trang bị là 36 sò. Các bác cứ để ý xem, có một số dòng ấy nó chỉ trang bị có cho các bác là 32 sò thôi. Đây là 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 4 36 sò nhá. Trong khi đó ấy, thì nó sẽ có 32 sò đánh do loa, còn đây là sò thúc. Còn rất nhiều anh em bảo là con này chạy mạch AB, có nhiều bác chạy mạch class H, thì đây em cũng nói luôn là cho các bác xem cái dây nguồn này, thì em thực tế là nó hỏi em là nó mạch gì thì nhiều người mỗi người một ý nên em không dám bình luận. Đấy nha. Nguồn của nó này, có một nguồn 19 này, 0.5A này, Black Zit này, có con nguồn là 80 này, 0.80 này, 12.2, 13A. Đấy, nói chung là có hai cái nguồn. Đây là nguồn 22, nguồn 22, nguồn 0 này, 8, 0.8 này là dùng cho cấp cho IC rồi, cấp cho IC. Còn 0.8 này nữa cũng cấp cho IC. Còn 19 này thì đấy, đấy theo các bác hiểu đó là mạch gì thì các bác tự hỏi nhá. Còn đối với em ấy thì em nghe cái dòng xe 9 này thì cho các bác chất âm nó 3 tiếng bass nó rất chắc, tiếng check nó sáng, nó hay. Và điều đặc biệt ấy, nó là hàng 5 vỉ, hàng 5 vỉ này, lên cái độ nói chung là về cái chất âm ấy của nó thì khá là luột là và có cái gì đó nó bền. Em về mười mấy con này không có một con nào lỗi, nói luôn đấy, không có con nào lỗi. Đây, đây là vỉ xử lý tín hiệu này, toàn bộ tụ này vẫn còn nguyên zin của nó nhé, nguyên keo của nó này, chứ không phải là bọn em đổ keo đâu. Đấy, nguyên keo luôn. Đấy, ui chết chết rồi, dụng keo rồi, mất zin rồi. Đấy, keo zin của nó nhé, có 2 4 6 8 10 12 quả, 12 quả. Nguồn này nguồn 19 phân, về các bác đo thiếu một phân em trả các bác 1 triệu, không phải nói nhiều. Đây về mặt đằng sau, đây là mặt đằng trước nhá, xe 9. Mặt đằng sau này nó có quạt này, có đầu vào này, cổng linh này, các chế độ phân cực này, các chế độ gạt bridge này, Bravel, Star. Đây là các cái cắt, hình như là các cắt súp hay sao này, 30Hz thì không rõ đâu, chưa thử nhá. Đây là rắc lưu trích, đây là cọc đầu dây và đây là rắc nguồn rời. Đây là nguồn rời nha các bác nhớ nha, du bèm nha. Đấy, quạt đầy đủ. Rồi ok, bây giờ em test thử cho các bác xem cái dòng này, em nói thật các bác là nghe cực kỳ lực. Đây là em đang cắm nọc PV này, vang số này và qua một máy tính. Ok chưa? Quạt là mát, thổi đằng trước. Này. Im du nhá. Im du không nghe đến một chút gì nhá. Đó. We'll be right back.
xe 9 này em sẽ bán cho các bác với giá là 4.200.000 chưa ship nhá. Bảo hành cho các bác 3 tháng. 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Có nghĩa là trong vòng 10 ngày nhá, 10 ngày đầu tiên các bác mua hàng bên em nhá. Các bác mua hàng về các bác dùng thử. Bất kỳ một lỗi nào, có bất kỳ một lỗi gì, các bác gửi lại đây, gửi lại bọn em và toàn bộ chi phí bọn em sẽ chịu hoàn toàn. Được chưa? Toàn bộ chi phí bọn em chịu hoàn toàn. Các bác gửi lại, bọn em sẽ đổi cho con bác một con mới, một con khác. Nói chung gửi cho các bác một con khác. Ok chưa? Đấy. 4.200.000 chưa ship nhá. Các bác mà thích bao ship nữa thì là 4.400.000. Đấy. Trong khi đó bọn em có rất nhiều dòng đẩy như 1.300W này, con MUM 1.200 này, 4 kênh này, đầy đủ các dòng đẩy class I, class TD, 3 kênh đầy đủ nhá, cho tất cả các bác. Anh em nào quan tâm đến con dòng nào thì cứ nhắn tin. Rồi, cảm ơn tất cả các bác nhá.